Xin mời Tiền Họng nghe hát Thi Giao Duyên nhá, hai gái Lộc Bình với hai trai Lộc Yên nhá. Các cái gái con lâu chuẩn bị hát nhá. Cái con lâu là xinh lắm nhá. Hãy nhớ là mày đi cà phê như thế này. Cho để em để ra đây. Không, thế này cần bán. Không, thế này cần đấy. Không, thế này cần bán. Là cái kết tốt này cần bán luôn. Vào ấy. Mưa vào tay.
Mà nó không phải là lâu lên mà. Mà lên con tay không? 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 Mà lên con tay không?
chén bà, một chén bà. Mọi xe đẻ các bạn ạ, mọi xe đẻ các bạn ạ, mọi xe đẻ các bạn ạ. Chào anh nhá. Ôi, thấy không? Bắt đầu rồi, chú ở nhà chưa? Anh ơi, anh quay lâu nhất rồi đấy, còn hai phút chưa? Hỏi nhiều quá nhá. Thấy bảo là vâng. Đấy, anh đang đi đường, anh gọi nhưng mà anh không nghe được. Dạ. Xa quá nhỉ? Quay à? Quay chứ, nhưng mà xa lắm. Là các chị này lé lé ra để đặt máy một tí không được không? Đâu, chị cứ ngồi đi. Hay là chị sang kia ngồi cho em quay cả chị vào một tí. Ờ. Anh 12 giờ kém 15 bắt đầu từ nhà vào. Đến đây tắt đường ở ngoài ngoài này luôn nổi tiếng. Ở tắt đường mà lúc nãy em bên Mỹ luôn để xe ngoài kia. Xe ngoài kia mà. Thế này cứ đi vào cái dốc kia em để. Và đến đây là 2 giờ kém 15 nữa, từ nhà vào đây là 2 tiếng. Kia. Thì dịch xuống một tí đi. Còn uống rượu đâu không? Ờ, vẫn uống phải không? Say chưa? Không say đâu. Chưa say. Ờ, nhỏ. Hát tiếng dưới được anh nhá. Anh Thìn ơi. Quay rồi. Thấy mặt đội bên đây thôi, không thấy đội bên đây đâu. Mới làm thế nào? Lấy vào gần quá rồi. Còn nó mở chân này nhá. Chưa vậy. Xe cần là rẻ. Cái thằng ngồi bên
đấy. Đấy thì cũng đây đi. Phỏng vấn gái xinh. Vừa mới dịch xong. Đi vào đây này. Thấy giờ. Hello, chào các chị. Yeah.
Trước này thôi, dịch ra một tí đi. Mày anh à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh, wow.
Yeah, look, look, five, six.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình là cái sẵn mô, mình đâu là anh cháu mô. À, là anh cháu mô béo lục cháu mình. Cái sẵn đó là xin anh em kìa bạn. Quay tiếp đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bay kẻ nào ta nói bay bà bản đấy à? Cái nhập em cái gì hả? Alo cho anh Thì đây. Và tính lúc mấy giờ đấy? Một giờ. Không không rủ bố đi chơi à? Đi làm á? Yeah.
Đứng dậy chia tay đây. Còn vào tập bạc chứ. Chia tay rồi các chị. Đây về thôi, tối rồi. Chưa được về đâu các anh mà. Ở đây tối hát nhà hát mình nữa. Xa lắm. Chưa. Xa không quan trọng, nhưng mà các anh mà đi thôi, tối ở đây bà xin một tối nữa mới được về. Phân lợn này đỏ thế. Đấy. Rất là vui. Và kỳ vang mừng hậu ti tỉnh con nè. Kỳ vang con nè. Và lấy kỳ vang. Kỳ lục phao đây thao và kỳ vang con nè. Cấp bạc nè. Sao không biết bình đấy. Cũng cái thao vui quá. Hả? Vui quá. Thế sao lắm con hò. Chuyện cái lại mà. Nghĩa nà thay con nơ bên dương ư. Nghĩa nà bà dương ư. Tóc băng sắn đến nữa, tí nữa là mấy tóc băng sắn đến ơi. Đây. Con dự một cân mà. Con đang cần pha về thỏa mi ha, mình hẳn à.
cái này để bằng roi cái máy để mấy cái này đàn này chia tay nửa tiếng nữa nha chị nhá. Bye bye giả chị. Sớm thôi mà. Thằng này bài hơ. Nhắc ký vang của bài. Và sao có thìn con này nè. Và hôm nay này. Không bảo mất tìm bảo đấy. Ở đây mới bảo. Đây chụp cái tỉnh lên à. Thế tháng rồi. Các anh chị chia tay rồi. Video sẽ dừng tại đây, chúng ta đi xem các cặp đôi khác nhá. Còn em đến tôi ôi giời. À
A Tón ơi, A Tón, A Tón ơi, máy này. Không hát rồi. Tí máy tí, có mỗi hai cái máy không chịu xem gì cả.